Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây bông trang nha quý vị. Cây này là ba thân nha quý vị, này nó liền khối lại luôn nha quý vị. Chứ nó không có phải là ba cây trồng vô nha, nó liền khối dính chặt lại luôn nha. Đó, tam tài nha quý vị. Đây nha, cái chậu là tặng nha. Hư hao đổ bể là không có đền nha. Đỏ không? Một cây trăng đỏ đây nè, nhìn nhìn tỷ lệ đi nha quý vị. Đó. Ở trên quay xuống nha quý vị. Đây nè. Ba thân nha quý vị. Đó rồi, quý vị thấy kỹ chưa, cái tàn nó là cái tay tôi nè. Đây chai trà xanh nè. Cái tàn nó tròn vo vậy đó. Đó, ba thân. Đây. Tam tài nha, ba thân nha. Rồi. Xem cho kỹ nha quý vị, chỉ có một cây duy nhất ba thân thôi nha. Cái chậu là tặng luôn nha quý vị. Rồi cái cây này có giá là 450k nha quý vị. Rồi cây lại có 50.000 thôi quý vị ơi. Trừ hết tất cả chi phí ra là còn có 50.000 thôi. Đóng thùng, đóng gói, tiền xe ôm gì đó tính hết trơn vô luôn rồi. Tôi còn được có 50k thôi quý vị ơi. Rồi thôi, xin kết thúc quý vị ơi.